bây giờ mình quẹo ở đây hai ngôi chợ kế sát nhau luôn nha bà con. Chợ này người ta gọi đó là chợ Nhị Thiên Đường. Chợ này thì nó mát mẻ hơn, cũng là lấn chiếm lòng lề đường luôn. À, bây giờ hết lòng đường rồi bà con, hồi đó nó vầy ra đây luôn nè. Còn bây giờ chỉ là lấn chiếm lề đường thôi. Trước mặt bà con bác đó là chợ Nhị Thiên Đường. Chở bà con bác đi dạo vòng chợ Nhị Thiên Đường. Đường này đường Hoàng Minh Đạo. Đó, trời ơi bà con bác thấy không? Thấy chợ búa rất vui không? Cơm nè, cá hú nè, mập nè, măng nè, cà pháo nè, à, có đủ hết. Vịt, gà, cá hú người ta khách xoăn. Cái chợ Nhị Thiên Đường này người ta bán đồ ăn nhìn thấy ngon mắt lắm rồi đó. Thịt cha, thịt thà treo lên, tập xưởng nè. Con đường này mình quay lại đường Bùi Minh Trực. À, đó là đường Hoàng Tử Cảnh đây. Ở đây là ngã tư Lộ Đỏ nha bà con. Rồi mình quẹo vào quốc lộ 50 để mình vô trung tâm Sài Gòn. À, trước mặt bà con cô bác đó là cây cầu Nhị Thiên Đường. Bên đây phải là chùa Pháp Quang nè bà con.
mình xuống dốc cầu thì đường mình qua bên này là quận 8. Quận 8 hình như là Tùng Thiện Vương. Tay trái là Tư Lý Vương nè. Ba mươi cầu đang đi tới số 513 Tùng Thiện Vương. Sửa đây là cái tiệm nước đó bà con, cái chỗ mắt kiến này nè, trước 575 nó là tiệm nước, sau 575 nó cũng là tiệm nước luôn. Còn bên đây phải này là phòng khám sớm tuổi, rồi có hai cái ngôi trường Tư Lý Vương và Tùng Thiện Vương. Xin thưa bà con bác, toàn bộ mấy cái thứ này ở đây là hồi xưa trước 575 chỉ có một ngôi trường thôi, đó là trường tiểu học Sớm Củi. Còn bây giờ thì đã được phân chia làm hai ngôi trường và một cái phòng khám đa khoa. Trường này được xây dựng vào năm 1996. Ở đây có bán mấy cái nuôi xào, mì xào, hủ tiếu xào, bột chiên cũng ngon mà con. Đi ngang qua nghe mùi thơm đó. Đường này đường Phong Phú nè, đường Phong Phú này trong đây có cái đình nè bà con. Đó, khu này người ta hoa ở cũng nhiều lắm, chè, bánh, xôi chè, bánh trái, cơm tấm, cơm tấm bà Chỉnh, rồi phở, hủ tiếu Phong Phú. Và wow, quán đó đọc ghê ta. Bún bò nè, chờ đá miễn phí. Ở đây là tổ Bảo Thọ nè bà con. Đây là đình, người ta gọi là đình Phong Phú. Hồi xưa cái khu ngay đây nè bà con là người Tiều sống nhiều lắm, cho nên ở đây nè ngay cái khu phong đình Phong Phú này nè có một cái món rất là ngon đó, gọi là hủ tiếu hồ.
giờ 30 rồi sẽ tiếp tục chở bà con các bác đi đến một cái nơi nữa, đó là chợ Sớm Củi. Đây là chợ Sớm Củi. Biết rồi tại sao mà cái trứng người ta lại đập ra, người ta bỏ vô mấy cái bông lông. Cho nên bà con đó là những cái trứng bể đó bà con. Bữa giờ bác mới rồi thấy ngạc nhiên sao trứng tự nhiên không để nguyên trứng, tự nhiên đập ra cái bao với làm cái gì. Thì ra đó là những cái trứng mà nó bị bể, cho nên họ đập ra để họ bán. Có cá lăng nữa ta. Cá lăng, trời mấy cá lăng mình là như cái con nhỏ nhỏ vậy mà người ta cũng bắt lên người ta ăn luôn. Cá lăng đó mà làm với rau thì là ngon lắm nha bà con. Rồi ra tới đây. Rồi ta hủ tiêu cá. Con kênh này là con kênh gì mà ba mươi vừa quên rồi nè bà con. Đây người ta gọi là con đường này, người ta gọi là bến Sớm Củi. Bán mấy cái nồi đất nè, củi tre. Đường này đường Tùng Thiện Vương nè. Hồi xưa có trung tâm quận 8 là nằm ở đây nè bà con. Ba mày còn nhớ đây có cái tiệm cơm tấm cao bồi. Bên đây là sợi cứu quả, một cái đậu cứu quả. À, ở đây ba mẹ còn nhớ có tiệm cơm tấm cao bồi ở đây nè, ba mẹ còn ăn rồi. Bán rẻ mà cũng ngon lắm rồi con. Đây. Đó, bà con bác thấy không? Ngon lắm. Vừa bán cho giới bình dân mà vừa bán cho giới mà khá khá cũng vô đây ăn được nha bà con. Dân khá khá có tiền vô đây ăn luôn á, chứ không phải đâu. Hồi xưa bên tay trái ba mẹ gồ đây là tòa hành chánh quận 8 đó bà con. Đó, nguyên cái khu này nè bà con. Đó, đây nè.
nguyên cái khuôn mảng ở đây luôn, đó là trung tâm hành chính của quận 8. Đây là chùa Huệ Lâm Tự nè, Huệ Lâm Tự này là một trong những ngôi chùa cổ á bà con. Rồi khi mà đi xuống cái con đường Tùng Viện Vương này nè, cái đoạn dưới đây nè, bà con bác còn nhớ không, ở đây nó có một cái loại nổi tiếng nữa, đó là một cái loại lẩu. Lẩu đây người ta gọi là lẩu Uyên Ương, lẩu hai ngăn đó bà con. Nhưng mà đặc biệt ở đâu nó cũng có bán lẩu hai ngăn á, nhưng mà đặc biệt ở đây người ta gọi cái tên đó là lẩu Uyên Ương, nổi tiếng một thời. Rồi bà con có thấy không, đi hẳn đó, hồi xưa trước năm 75, sau năm 75 luôn, đó có một cái cây cầu. Cầu này người ta gọi đó là cầu Sấm Chỉ đó bà con. Đi thẳng đó là cái cây cầu Sấm Chỉ bắt qua con đường Tảng Đà bên kia. Rồi tương truyền vào như vào năm 90 mấy á, 92, 93 gì đó bà mày còn không nhớ. Rồi ở đây có người nhảy cầu. Có người nhảy cầu rồi xong bà con dân ở trên đây đứng lên trên cầu để ngó xuống coi. Rồi thế là nó gãy cầu luôn. Ngũ Hành Miếu nè, U đường U Long Đình, Đình U Long. Bà con có bác có tưởng tượng ở đây hồi xưa đó là trung tâm của quận 8 không bà con? Nó sầm uất lắm đó, cái khu này nè. Nhưng mà bây giờ bà con có thấy không? Nó không còn, nó trở nên hoang vắng nè. Thời thế giật đổi sao giờ. Nơi đây là nơi trung tâm của quận 8 năm xưa rồi. Hồi đó ai mà có được cái mặt bằng nhà ngay đây là ngon lắm nha bà con. Còn giờ bà con phải thêm vắng. Bây giờ sẽ quẹo lên cầu Chà Bà. Cầu Chà Bà này là nói người Chà bán vải bà con. Hồi xưa khu này người Chà ở nhiều lắm. Nhà sách Lý Thái Tổ này hồi xưa là Đọc Phi Long nè. Ở đây có cái trường, người ta gọi là trường Lý Thái Tổ. Và bên tay trái này gọi là bến Tùng Thiện Vương. Ở đây có cái bến xe mình gọi là bến Tùng Thiện Vương á. Kia là về chợ lớn cũ nè. Giờ ba mày còn phải đấy, mình đi cái con đường này mình ra ra đâu ta? Ra Sài Gòn.
đường Hải Thượng Lãn Ông, hồi xưa là đường Khổng Tử. Ở đó bà con, ở đây nè, có cái cầu Xính Chỉ bên đây nè bà con. Bên tay phải 30 cầu đây là có cái cầu Xính Chỉ nè. Con đường bên đây là đường Tảng Đà nè. Đường Tảng Đà này là có cái khu Xính Chỉ ở đây. Ở ngay đây là ngay cầu Xính Chỉ thì có cái trạm xe điện. Hồi xưa, hồi thời Pháp luôn á, có cái trạm xe buýt điện. Mình qua đây là con đường Bến Nam Tử rồi. Còn nãy đoạn gấp bên kia tính từ Tảng Đà lên á, gọi là Bến Lê Quang Liêm. Rồi xin thưa bà con cô bác, ở đây nè thì đó, cầu này là cầu Nguyễn Duy Phương nè. Ở đó ngay đây là có một cái nhà máy xây sắt lúa lưu vực xanh ở đây. Bên tay trái góc bên đây là Đại Thế Giới. Ở đó đây có một cái bến đò, người ta gọi là bến đò La Cai, để đi qua quận 8. Rồi thôi, chắc ba mươi cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.